Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, 35 tuổi, đã lập gia đình và có 3 người con. Hiện đang buôn bán vật liệu xây dựng tại nhà ở quận Bình Tân. Hãy lắng nghe chia sẻ của chị ấy khi đến với Tự Tin Để Đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Kim Thoa đang có mặt ở nhà chị Thanh Hiền, nhân vật vừa đăng ký tham gia vào chương trình Tự Tin Để Đẹp. Xin chào chị Thanh Hiền. Chào em. Dạ. Chị Hiền có thể cho em biết là hiện tại mình đang làm công việc gì không chị ha? Hàng ngày là mình bán vật liệu xây dựng. Rồi kia với việc nhà, việc cửa hết luôn. Nghĩa là quanh quẩn thì ăn xong thì ở nhà bán hàng, rồi ở nhà. Ít khi có đi đâu hết. Rồi ở nhà bán hàng thì mặc đồ như vậy hả? Hay mặc đầm? Thường là mặc đồ bộ. Chiều tắm thì mặc, có nhiều khi mình cũng mặc đầm. Nhiều khi mặc quần áo ngắn ngắn. Như vậy thì cũng đã khá là được rồi. Cũng sành điệu chứ bộ, đâu phải là không biết làm đẹp cho mình đâu. Nhưng mình muốn tham gia chương trình để chuyên gia tư vấn cho mình làm sao mà mình là được đẹp hơn. Đúng là mình không biết là mình ưu khuyết điểm là gì mình hết. Không biết. Chương trình tư vấn cho mình làm sao mình ăn mặc sao cho nó đẹp. Đầu tóc này là từ ngày lấy chồng là 17 năm là lúc nào tóc dài cái này biết. Ông xã lúc nào kêu là cắt ngắn, lúc nào trên không gọn gàng. Anh trên lâu rồi. Đi ra tiệm tính cắt xong lại thôi, chỉ cắt chút xíu lại về, cắt chút xíu lại về. Không dám cắt, sợ nhiều khi nó có hợp hay không. Nhờ chương trình là chuyên gia tư vấn cho mình xem là thứ nhất là mái tóc, đổi lại kiểu tóc ngắn. Mình tin tưởng chương trình, tin tưởng chuyên gia rồi. Nhưng mà quan trọng là cái mặt của mình nó có hợp hay không, đúng không? Thì mình tới người ta coi mà mình có hợp không thì mới cắt. Đầm của mình thì 10 cái thì 10 cái màu đen hết. Hôm vừa rồi ông xã chê là sao bà may cái gì màu đen hết trơn đấy. Xong mới tức vào quất hai cái, một cái màu đỏ, cái màu trắng. Nhưng mà cũng không tự tin để mặc. Làm như là mình mặc cái màu sáng vào thấy nó xấu quá. Tủ đồ nhiều là màu đen hết. Mới được hai cái là một cái màu đỏ, một cái màu trắng. Nhưng mà cảm thấy mặc vào người này không tự tin. Nhưng mà chị đã mặc cho ông xã chị nhìn chưa? Ông nhìn rồi. Ông nói làm sao? Ông bảo là mặc này thì nhìn nó trẻ hơn, nó sang trọng hơn, sao bà cái gì bà màu đen. Như vậy là bây giờ đến chương trình là ném màu đen ra nha. Chuyên gia tư vấn cho mình xem là nói chung là hợp được cái gì. Và sắp tới về quê cưới em. Muốn về quê làm sao mà mọi người thấy khác, lần nào về bảo con này nó vẫn vậy. Đi bao nhiêu năm nó vẫn vậy, nó không khác cái gì hết trơn á. Dạ. Quê mình ở đâu chị Hiền? Quê ở ngoài Hà Nội á. Hồi năm ngoái có về không đi nhuộm. Xong là giờ không để hết trơn rồi, nó mặc hết trơn tóc đen rồi. Cái mái ngang là mình để từ hồi giờ luôn hả chị hay là mới? Mái ngang để tầm cỡ 4 năm nay rồi. Trước thì cũng mái cũng hất. Nói chung là ban ngày mình là mình cột lên hết thế này. Chị tham gia chương trình thì chắc có lẽ là ông xã chị cũng ủng hộ đúng không? Có, anh ấy ủng hộ. Từ lâu lắm rồi mình cứ một cái phong cách như vậy rồi không có thay đổi. Thế thì tại sao lại đến thời điểm này thì chị lại muốn thay đổi? Thấy ông chê mình dữ quá à? Ông cứ kêu bằng bà không à? Thế hả? Thì cách đây 5 tháng là bé lớn đăng ký rồi mẹ. Ồ vậy hả? Mẹ viết nó chậm quá, con bé bảo để con viết cho, con gửi cho. Nó tạo Facebook rồi là nó đăng ký cho mẹ. Bảo thôi kỳ này mẹ quyết tâm thì mẹ nói với bố là mẹ đi này là mẹ tự mẹ vượt lên chính mình rồi. Dạ đúng rồi. Chị Hiền, em giới thiệu với chị đây chính là anh Tín Nguyễn của Spa Vĩnh Tân. Và hôm nay thì anh Nguyễn sẽ làm chị Thanh Hiền để trở nên xinh đẹp và lộng lẫy với những trang phục của anh. Chị Thanh Hiền có một cái làn da rất là trắng sáng. Ngoài ra chị Hiền có một những nét đẹp rất là thùy mị. Về vóc dáng của chị Hiền thì so với ở độ tuổi của chị Hiền thì mình có những khuyết điểm là phải có rồi. Chị có phần hông ở đây hơi to, phần bụng hai cũng hơi khuyết điểm một xíu. Thì em sẽ chọn cho chị những trang phục mà nó sẽ che được khuyết điểm, giúp cho mình có thể là có phần eo một xíu, đưa ra những cái ưu điểm của mình ra. Cái hạn như làn da trắng của chị hay là những màu sắc ấy có thể giúp cho chị nhìn đẹp hơn, nhìn sang trọng hơn. Em nghĩ là hôm nay chị Hiền diện trang phục như thế này giống như là thói quen hàng ngày của chị. Thì nếu mà sự như chiếc áo đen như thế này kết hợp quần jean thì chị Hiền có thể mang cho em một giày thể thao của điểm B thì nó sẽ rất là lịch sự, nhẹ nhàng hơn và sẽ phù hợp với chị. Thì em có thể nhờ chị Hiền đi lòng vòng shop, chọn cho em những bộ trang phục mà chị Hiền cảm thấy thích. Trên những bộ trang phục đó thì em sẽ tư vấn cho chị Hiền bộ nào hợp hay không hợp và lý do tại sao nó không hợp. Mặc dù sở hữu vóc dáng còn khá cân đối ở độ tuổi 35, nhưng chị Thanh Hiền không biết cách ăn mặc như thế nào để tôn lên những ưu điểm đó. Trước khi được stylist Tín Nguyễn tư vấn về thời trang, chị Hiền phải tự lựa chọn trang phục cho mình đó là những trang phục nào? Sau khi đi một vòng quanh shop thì em lựa được những cái bộ đồ này. Dạ, chị Hiền lựa chọn đây một trang phục, bộ trang phục đầm kẻ sọc. Những cái gam màu đen như thế này thì em nghĩ sẽ rất phù hợp với chị Hiền. Nó bị một cái là nó nhấn ngay chỗ cái phần này của mình thì nó nằm ngay đây nè. Mà mình có khuyết điểm hông rất là to. Với vóc dáng của chị Hiền thì em nghĩ sẽ không phù hợp. Nó sẽ, chiếc đầm này không thể tôn được vóc dáng của chị lên đẹp. Có thể cái sọc như thế này, một chiếc đầm suông có những cái điểm nhấn nhẹ thôi. Còn những chiếc đầm như thế này, nó có khoét một đường như thế này thì nó quá trẻ so với chị Hiền. Đây, bộ thứ hai màu cam. Thực sự màu cam thì những gam màu này rất là phù hợp với chị Hiền. Tại vì nó rất là trắng. Nhưng ở đây với những cái đường cắt cúp nè, nó cắt, nó đánh ra phần này, nó như thế này, phần này nữa, nó hầu hết nó tập trung vào cái vòng mà khuyết điểm của chị Hiền, và những cái khuyết điểm này nó sẽ lộ ra. Nhưng mà cổ cũng rất là phù hợp với chị Hiền nha. Cái cổ chìa khóa như thế này nó sẽ phô được cái vòng mọc của mình rất là đẹp. Bộ sọc này là rất là phù hợp với chị Hiền. Nhưng mà bộ sọc này thì phù hợp với chị Hiền với những hoàn cảnh chẳng hạn như là chị Hiền đi chơi dạo phố thôi. Còn những cái dịp trịnh trọng hay là những dịp khác thì em nghĩ không phù hợp. Em muốn là những bộ trang phục chị chọn thì nó sẽ sang hơn, nó phù hợp với chị hơn, mà nó tôn hết được những cái gì trong cơ thể của chị. Rồi, vậy thì bây giờ phải nhờ anh Tín Nguyễn lựa chọn cho mình một trang phục khác thôi chị Hiền nha. Dạ, ok. Thì hôm nay em chọn cho chị Hiền một bộ trang phục đó màu đỏ, chất liệu co giãn rất là mạnh. Đặc biệt những cái tùng bếp đâm như thế này nó sẽ che được cái vòng hai của chị nè. Đặc biệt nó sẽ co giãn rất là nhiều, nó sẽ ôm thắt cơ thể mình lại, nó sẽ khoe được vòng 2, vòng 1. Em cố tình chọn tông màu đỏ để phù hợp với layout của mình là... Dạ, không khí nữa em và năm mới sắp tới. Dạ. Đặc biệt những đầm dài qua gối thì nó không trẻ nhưng mà nó sẽ sang trọng hơn cho chị. Chọn lựa cho chị những bộ trang phục mà em cảm thấy là nó sẽ ứng dụng cho chị được nhiều hoàn cảnh. Vậy là rất là ưng ý trang phục này. Dạ. Rồi, như vậy là với một chiếc đầm màu đỏ thì em nghĩ là cái việc phối giày thì nó cũng đơn giản thôi. Nhưng một đôi giày màu đen hoặc là một đôi giày cùng màu thì nó cũng khá là đẹp và rất là hợp với chị rồi. Bây giờ chị muốn thử chưa? Có, muốn thử luôn rồi. Thế bây giờ mình vào bên trong nha chị nha và thử. Nếu như mà đẹp rồi thì em lại đưa chị đến với salon tóc Shifert Tokyo làm tóc và make up để hoàn thiện mình hơn nha chị nha. Cảm ơn anh Tín. Cảm ơn. Rồi, mời chị Hiền vào trong. Hi, xin thiệu với chị Hiền. Đây chính là chuyên gia của salon tóc Shifert Tokyo. Anh ấy là người Nhật. Hi. Hôm nay thì chính tay của anh sẽ làm cho mình một mái tóc thật là đẹp. Make up thì phù hợp với khuôn mặt nữa. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, bà mẹ của 3 người con, đang muốn tìm kiếm một phong cách phù hợp với ngoại hình và tạo bất ngờ cho ông xã của mình. Mong muốn của chị sẽ được thực hiện như thế nào? Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là anh Trọng Huấn, là ông xã của chị Thanh Hiền. Bà xã thì bà là người nội trợ, dạ. Đâm ra là ăn mặc thì cũng bình thường thôi. Dạ. Nói chung là mình đi ra đường nhiều, đâm ra nhiều khi cũng mới thấy chưa được cho lắm. Và đầu tiên là mình cảm ơn chương trình trước, dạ. Để mong đợi để cái sự bứt phá của bà xã xem là nó có đẹp hơn ngày thường mỗi khi không. Nhiều khi ra đường mình yên tâm vợ mình làm chốt. Đúng rồi. Vâng. Một phần là yên tâm, một phần là hãnh diện nữa, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón hình ảnh mới của chị Thanh Hiền. Xin mời. Hey. Đẹp lần thứ hai đấy. Chị, ảnh vừa nói chị là đẹp lần thứ hai. Ủa, anh lần thứ nhất là khi nào? Lần thứ nhất là ngày cưới cô dâu em. Cách đây bao nhiêu năm rồi ta? Cách đây 16 năm rồi. 16 năm. Thì chính xác là 17 năm rồi. Con gái anh 16 tuổi rồi. À, khác quá hả anh? Rất là khác. À, rất là khác, nhưng mà có đẹp không vậy? Đẹp chứ em. Đẹp chứ em đó chị. Đây là ok luôn em. Bây giờ cảm giác của chị khi mà thấy được ngoại hình mới của mình thì như thế nào? Lúc rồi các chuyên gia tháo màn lên gương xuống, mình rất là bất ngờ. không tưởng tượng là mình hình ảnh mình như vậy. Một chiếc đầm ôm màu đỏ có tay dài qua gối, phần cổ được khoét sâu giúp chị Thanh Hiền khoe được những ưu điểm của mình. Mái tóc được cắt ngắn hơn tạo mái ngang nhuộm màu mới. Ngoài ra, việc trang điểm phù hợp với trang phục và khuôn mặt là tiêu chí của các chuyên gia salon tóc Shifert Tokyo. Lúc này trông chị Thanh Hiền thật sang trọng, xinh đẹp và quyến rũ hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Cảm ơn. Thì đó là những lời khuyên của chuyên gia dành cho chị Thanh Hiền. Và cộng với phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Spa Vĩnh Tân, thì em hy vọng là chị Thanh Hiền lúc nào cũng rạng rỡ, cười tươi như thế này chị nha. Và phiếu quà tặng này trị giá 1.150.000 đồng. Chương trình xin gửi tặng đến chị. Cảm ơn. Và quý vị và các bạn thân mến, như vậy là cả hai nhân vật trong chương trình ngày hôm nay cũng đã thay đổi rất là xinh đẹp và rất là khác lạ nữa. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn đăng ký tham gia vào chương trình thì hãy nhanh tay đăng ký thông qua Facebook của Tự Tin Để Đẹp, hoặc xem lại những số mà chương trình đã phát sóng thông qua kênh YouTube HTV Entertainment hoặc kênh YouTube MCV Media. Xin kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.